Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý khán giả, cùng với nhiều căn bệnh có liên quan đến tuổi thọ thì suy thượng mạn cũng là một trong những căn bệnh đã làm cho những người lớn tuổi vô cùng lo lắng khi mà tỷ lệ người mắc căn bệnh này ngày càng nhiều, đặc biệt là ở tại nước ta. Trong chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý khán giả cùng tìm hiểu về căn bệnh suy thượng mạn này. Đây là những bệnh nhân bị suy thận mãn giai đoạn cuối đang tiến hành điều trị lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Trong đó, không ít bệnh nhân đang ở vào độ tuổi lao động chính của gia đình. Người trong cuộc luôn hiểu rằng suy thận mãn chính là gánh nặng cho gia đình và của cả xã hội, vì sức lao động gần như bị suy giảm rất nhiều theo thời gian. Thì cái tình hình mà bệnh lý suy thận mãn ở tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long trong những cái thời gian gần đây thì đã gia tăng và nó gây nên cái tình trạng quá tải ở cái phòng chạy thận nhân tạo, và cái tình trạng gia tăng bệnh suy thận mãn thì có thể là do cái tuổi thọ của người dân gia tăng và bệnh lý tăng huyết áp như đái tháo đường là không gia tăng và không được kiểm soát, cho nên là đưa đến cái tình trạng mà suy thận mãn. Đó là lý do khiến cho số lượng người bị suy thận mãn gia tăng nhiều ở nước ta trong những năm gần đây. Theo ước tính, ở nước ta có khoảng gần 10% dân số bị suy thận mãn, khoảng 80.000 bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối, và đáng tiếc trong số này hiện tại chỉ có khoảng 10% bệnh nhân được điều trị lọc máu bằng phương pháp chạy thận nhân tạo. Suy thận mãn tính là tổn thương không phục hồi của quả thận, làm giảm chức năng của thận. Thế nhưng bệnh suy thận mãn lại không có biểu hiện gì đặc biệt, bệnh cứ âm thầm diễn tiến theo năm tháng. Đến khi có biểu hiện nhận biết rõ như mệt mỏi, chán ăn, da xanh xao, tiểu, ít, buồn ngủ, phù mặt và chân thì thường là ở giai đoạn cuối, đồng nghĩa với việc hai quả thận đã bị mất gần 90% chức năng của mình và tỷ lệ tử vong là rất cao. Các bệnh lý tiểu đường, cao huyết áp cũng chính là yếu tố nguy cơ quan trọng gây nên bệnh thận mãn. Một nửa số người mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp có tổn thương thận. Dù được cảnh báo về mối liên hệ giữa suy thận mãn và các bệnh lý mãn tính của tuổi tác như cao huyết áp, tiểu đường, thế nhưng thực tế khó khăn chung là thời gian qua chưa thể kịp hãm sự gia tăng của hai bệnh lý mãn tính này và những biến chứng lên chức năng thận. Ngoài ra, suy thận mãn còn có thể gặp do những cái nguyên nhân khác, như là cái nguyên nhân mà thường gặp ở người trẻ là do cái bệnh lý mà viêm cái vi cầu thận mãn tính chúng ta điều trị không kiểm soát được, hoặc là do bệnh nhân điều trị mà không có tới còn bệnh nhân bỏ nửa chừng, không điều trị theo dõi cái điều trị đến nơi đến chốn, cho nên gây ra cái tình trạng là viêm vi cầu thận mãn và đưa đến suy thận mãn đó. Và hiện tại thì đấy là cái tình trạng là bệnh gia tăng và gây lên cái tình trạng là quá tải tại bệnh viện. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân suy thận mãn là nam giới thường rơi vào mặc cảm, bi quan, khó chịu tiếp cận với các phương pháp chữa trị. Những dòng lẫn quẩn này là nguyên nhân làm cho tình hình suy thận mãn ở nước ta trở nên nặng nề hơn. Kính thưa quý khán giả, và bây giờ thì Ngọc Hoa xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tú Duy, công tác tại khoa thận của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, để tìm hiểu cụ thể về suy thận mãn là như thế nào nhé. Trước hết thì Ngọc Hoa xin được mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tú Duy vui lòng giải thích cho quý khán giả được biết suy thận mãn là một cái triệu chứng bệnh như thế nào. Suy thận mãn là một tình trạng bệnh lý ảnh hưởng đến các cái thành phần cấu tạo của thận, hoặc là ảnh hưởng đến chức năng của thận. Mà chức năng chính của thận là chức năng tạo nước tiểu, đào thải cái chất cặn bã. Thì cái tình trạng bệnh lý này nó kéo dài trên 3 tháng, từ 3 tháng trở lên thì ta gọi là bệnh thận mãn hay là suy thận mãn. Như vậy thì ngoài yếu tố về tuổi tác thì không biết còn có những nguyên nhân nào khác gây nên tình trạng bệnh lý suy thận mãn này hay không? Ngoài yếu tố tuổi tác thì hai cái yếu tố mà hàng đầu được ghi nhận gây ra bệnh lý thượng mạng đó là tiểu đường và tăng huyết áp. Tiểu đường nếu không được điều trị tốt thì lâu dài có thể đưa đến bệnh thận mạng. Và cái nhóm bệnh nhân mà bệnh thận mạng giai đoạn cuối cần phải điều trị lọc máu hay thay thế thận đó, thì nguyên nhân tiểu đường có thể chiếm 40-50% các trường hợp. Nguyên nhân thứ hai là tăng huyết áp. Tăng huyết áp lâu ngày và tăng huyết áp không được kiểm soát tốt sẽ gây ra tình trạng sơ hóa ở thận và lâu dài đưa đến bệnh thận mãn. Đó là hai nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận mãn. Ngoài ra, các nguyên nhân khác ở Việt Nam gây ra bệnh thận mãn có thể được đề cập như là các cái bệnh lý viêm cầu thận. Viêm cầu thận có thể xảy ra sau một cái trường hợp nhiễm trùng, chẳng hạn một em bé 14-15 tuổi
bị nhiễm trùng ở họng, sau đó cái biến chứng từ nhiễm trùng ở họng gây ra nhiễm trùng ở thận, và nhiễm trùng cứ kéo dài hoài sau 10 năm, 20 năm, 30 năm gây ra cái tình trạng là viêm cầu thận mãn tính và cuối cùng là bệnh thận mạn. Các cái thuốc nó có thể ảnh hưởng đến thận và cần lưu đặc biệt lưu ý là các thuốc giảm đau ở bệnh nhân lớn tuổi. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể tiếp xúc nhiều độc chất mà chúng ta không có biết. Các độc chất có thể có trong thức ăn, có thể có trong liên quan vấn đề nghề nghiệp. Thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Duy, đối với suy thận mạn thì không biết là diễn tiến của căn bệnh này như thế nào rồi dẫn đến những nguy hiểm ra sao cho người bệnh ạ? Trong bệnh thận mạn thì chúng ta đều biết là mỗi cái thận nó có những cái đơn vị hoạt động để bảo đảm cái chức năng của thận. Thì chúng ta cứ tưởng tượng hai trái thận như là một cái nhà máy lớn, và trong nhà máy lớn đó, một cái nhà máy lớn đó nó có khoảng 1,2 triệu cái đơn vị nhà máy nhỏ có đầy đủ chức năng của cái nhà máy lớn. Thì trong cái trường hợp bệnh thận mạn đó, thì những cái đơn vị chức năng này do một cái lý do gì đó, do nhiễm trùng, do độc chất hay là do bệnh lý cầu thận, do tiểu đường, do tăng huyết áp, những đơn vị chức năng đó bị hư hại, thì những cái chức năng, những cái đơn vị còn lại giống như những cái nhà máy còn lại đó phải cố gắng hoạt động để bù trừ cho những cái nhà máy, những cái đơn vị chức năng đã bị hư. Thì theo thời gian 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm thì những cái đơn vị chức năng còn lại cũng bị hư hại luôn và đưa đến tình trạng cuối cùng là bệnh thận mạn hay suy thận mạn giai đoạn cuối. Như vậy, về mặt diễn tiến thì bệnh nó sẽ diễn tiến qua nhiều giai đoạn. Hiện tại người ta chia, trong y văn người ta sẽ chia cái bệnh diễn tiến của bệnh thận mạn ra làm 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà suy thận mạn nhẹ, được đánh giá bằng cái độ lọc cầu thận. Nói nôm na là chúng ta có hiểu là còn bao nhiêu phần trăm so với bình thường để cho dễ hiểu. Nó không hoàn toàn chính xác, nhưng mà nôm na là còn bao nhiêu phần trăm so với bình thường. Thì ở cái giai đoạn mà giai đoạn 1 đó, thì cái chức năng thận nó còn vào khoảng là từ 90% so với bình thường trở lên. Giai đoạn 2 là từ 90 tới 60%. Giai đoạn 3 từ 60 tới 30%. Giai đoạn 4 từ 30 đến 15% và giai đoạn 5 là dưới 15%. Và ở giai đoạn cuối là dưới 5% so với giá trị bình thường. Ở các cái giai đoạn đầu nhiều khi bệnh nhân không có triệu chứng gì hết, chỉ có các cái triệu chứng của bệnh lý nguyên nhân gây ra suy thận mạn, ví dụ tiểu đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, hoặc là vấn đề các cái triệu chứng liên quan tới ngộ độc, ví dụ ngộ độc chì hay là những ngộ độc những cái thuốc khác. Khi mà bệnh diễn tiến tới giai đoạn 3, giai đoạn 4, bệnh nhân có thể xuất hiện tăng huyết áp, có thể có phù chân, có thể có thiếu máu. Và bệnh nhân ở giai đoạn 4, giai đoạn 5 có thể xuất hiện các cái triệu chứng gọi là các cái triệu chứng của hội chứng ure huyết cao, gây ra bởi sự ứ động các cái độc chất mà thận nó không thải trừ được. Thì các cái độc chất này có thể gây ra các cái triệu chứng ở nhiều hệ cơ quan, có thể gây ra triệu chứng ở hệ thần kinh, ngủ gà, không tập trung, có thể gây ra triệu chứng ở tiêu hóa, buồn nôn, nôn ói, chán ăn, có thể gây ra triệu chứng ở tim mạch như là đau ngực, viêm màng ngoài tim, có thể gây ra triệu chứng ở huyết học như thiếu máu, làm cho bệnh nhân có các cái triệu chứng liên quan tới thiếu máu như khó thở, gắng sức hoặc là những triệu chứng khác. Và ở giai đoạn cuối thì bệnh rất là nặng, bệnh nhân có nhiều triệu chứng trầm trọng và cần phải được điều trị, nếu không thì có thể tử vong trong vòng vài tháng. Người bị suy thận mãn tính có nguy cơ tử vong gấp 5 lần so với bình thường. Triệu chứng bệnh có thể chỉ xuất hiện khi chức năng thận còn lại 1/10. Do đó, việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời sẽ làm chậm tiến triển của bệnh, bảo vệ, cải thiện chức năng thận. Là một bệnh nguy hiểm, thế nhưng suy thận mãn lại rất dễ dàng trong tầm soát. Mời quý vị cùng theo dõi một ca tầm khám và tầm soát bệnh suy thận mãn. Hôm nay thì cháu có cho cụ làm mấy cái xét nghiệm để kiểm tra xem cái bệnh thận của cụ đó nó nặng nề không, nó ảnh hưởng tới mấy cái cơ quan nào. Thì hôm nay cháu sẽ cho cụ làm mấy xét nghiệm, một là mình thử máu lại xem có thiếu máu hay không. Thứ hai nữa là mình thử máu xem cái chức năng thận nó còn bao nhiêu phần trăm so với bình thường. Thứ ba nữa là mình thử nước tiểu, coi là nước tiểu nó có bất thường gì không, có tiểu đạm, tiểu máu gì không cụ ha. Và nếu được thì mình làm siêu âm để coi cái thận nó to nhỏ như thế nào và có sỏi gì không cụ nha.
Rồi khi có kết quả xét nghiệm thì cháu sẽ coi. Rồi. Như vậy, việc tiến hành tầm soát suy thận mãn dựa trên những xét nghiệm cận lâm sàng khá đơn giản như sau. Xét nghiệm máu, xét nghiệm chức năng thận xem xét đối với cấp độ của các sản phẩm chất thải, chẳng hạn như creatinine và ure trong máu. Xét nghiệm nước tiểu, phân tích một mẫu nước tiểu có thể tiết lộ bất thường dẫn đến suy thận mãn tính. Xét nghiệm trên hình ảnh siêu âm, bác sĩ có thể sử dụng siêu âm để đánh giá thận, hình dáng cấu trúc thận. Xét nghiệm chức năng thận thì hôm nay so với tháng trước, nó cũng ổn. Dạ. Xét nghiệm máu hôm bữa so với cái hôm mà tuần rồi thì nó vẫn ổn định. Như vậy cái việc thuốc tạo máu của ở nhà vẫn chích đều ha. Rồi cho thấy là cái thiếu máu như vậy thì cũng mình cũng kiểm soát được rồi. Như vậy là chức năng thận cũng tốt, những cái chất điện giải cũng bình thường. Nói chung xét nghiệm đợt này của cụ là ổn định rồi. Kính thưa quý khán giả, qua clip ghi nhận vừa rồi thì chúng tôi xin mời quý khán giả cùng quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tú Duy nhé. Thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tú Duy, qua ghi nhận vừa rồi đặt ra một vấn đề vô cùng lo lắng là suy thận mãn thì rất là nguy hiểm, nhưng mà những giai đoạn đầu của suy thận mãn thì thường lại không có triệu chứng gì. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn được nghe ý kiến của bác sĩ tư vấn xem đối với căn bệnh này thì những đối tượng nào và thời điểm nào là thích hợp nhất để chúng ta sớm chẩn đoán ra bệnh. Vấn đề tầm soát bệnh thận mãn, tôi theo ý kiến riêng của tôi thì chúng ta cần tiến hành kiểm trong những cái lần khám kiểm tra sức khỏe định kỳ, vì thực tế cái phương pháp để kiểm tra và phát hiện sớm bệnh thận mãn nó rất là đơn giản. Chúng ta có các cái xét nghiệm như là xét nghiệm siêu âm để đánh giá hình dáng, kích thước và xem là thận có bất thường về hình dáng, cái vị trí nó có sai lệch gì hay không. Đó là xét nghiệm siêu âm có thể làm trong các cái lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Xét nghiệm thứ hai là xét nghiệm nước tiểu, rất đơn giản, với một cái mẫu nước tiểu bác sĩ có thể cho xét nghiệm xem có hồng cầu, có tiểu máu hay không, có tiểu đạm hay không, và đó là những cái tiêu chuẩn để giúp chẩn đoán bệnh thận mãn. Và xét nghiệm thứ ba không thể thiếu được đó là xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu sẽ giúp cho bác sĩ đánh giá xem chức năng thận so với giá trị bình thường là như thế nào. Sự tổng hợp của ba cái xét nghiệm cơ bản đó có thể thực hiện dễ dàng ở rất nhiều phòng khám, nhiều cái đơn vị chăm sóc sức khỏe. Bệnh thận mãn có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào như tôi đã đề cập. Cái tỷ lệ lưu hành của bệnh thận mãn ở trong dân số chung là 10-14% ở những cái vùng châu Á. Như vậy nếu ta có 100 người ngẫu nhiên trong ta gặp hàng ngày thì có thể là 10 người trong số đó có bệnh thận mãn. Như vậy, việc tầm soát của bệnh thận mãn có thể thực hiện bất kỳ ở lứa tuổi nào. Dĩ nhiên, có những cái lứa tuổi mà nó đặc biệt quan trọng là chúng ta phải quan tâm, như tôi đã đề cập, nhất là sau 30 tuổi trở đi, thì chức năng thận đã bắt đầu suy giảm. Như vậy thì sau 30 tuổi, chúng ta nên có kiểm tra sức khỏe định kỳ. Và cái việc đó thì là vẫn được thực hiện thường xuyên. Thứ hai nữa là nếu mà đối tượng mà có các cái biểu hiện bệnh lý của thận hoặc là biểu hiện bệnh lý của tim mạch ở gan thì cái việc tầm soát có thể được thực hiện sớm hơn, không cần phải chờ đến 30-40 tuổi. Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn là đối với mỗi chúng ta thì ngay còn trẻ cần phải làm những cái việc gì để có thể bảo vệ tốt hai quả thận của mình? Để mà có thể bảo vệ tốt hai quả thận của mình, điều quan trọng là chúng ta phải có một cái cuộc sống lành mạnh. Đã có những nghiên cứu cho thấy là vấn đề hút thuốc lá cũng làm ảnh hưởng đến chức năng của thận. Vấn đề nhiễm trùng, nếu có nhiễm trùng ở một cái hệ cơ quan, nhất là ở hệ tiết niệu, ví dụ nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng ở thận, chúng ta cần điều trị nhiễm trùng sớm. Ngoài ra, những cái nguyên nhân khác mà chúng ta cần phải lưu ý đó là các cái độc chất nó có thể có trong cuộc sống quanh chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Chúng ta phải sử dụng các thực phẩm an toàn. Vấn đề nếu mà nghề nghiệp có phải tiếp xúc với hóa chất độc hại thì chúng ta cần phải chú ý tới các cái phương tiện an toàn lao động để bảo vệ mình. Và nếu trong những giai đoạn phát hiện khám sức khỏe, chúng ta thấy có các bất thường trong nước tiểu, có các bất thường trên siêu âm bụng, các cái xét nghiệm máu cho thấy có bất thường ở chức năng thận, thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa thận để có một cái chẩn đoán xác định bệnh thận mãn sớm
từ đó có cái biện pháp phòng ngừa và làm chậm cái tiến triển của bệnh thận mạng. Dân xin được cảm ơn những thông tin mà tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tú Duy đã gửi đến trong chương trình sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, chương trình sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây cũng xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tuần sau.